Chúng ta sắp nở rồi, cố gắng phá vỡ thành trứng, chui ra ngoài nào các anh em. Vâng, thưa anh hai, ra ngoài nào. Ủa, sao em út nó còn chưa nở nhỉ? Chắc là nó sinh sao, chưa đủ ngày nữa. Chúng ta chờ một tí đi. Phải chờ trứng út nở xong, bốn anh em chúng ta sẽ đi tìm mẹ. À, nhìn kia, có quái vật, có quái vật. Hả? À, anh em, lưu mạng với bọn chúng đi. Lưu khâu kiếm đi. Chúng mày cắn ngay cái phần cầu của tao đau quá. Tao sẽ xét chúng mày. Sao tự nhiên ồn ào quá vậy? Chào các bạn nha. Các bạn đợi mình một tí, để mình phá vỡ thành trứng chui ra ngoài xem chuyện gì cứ đã. Giết chết nó đi. Hả? Là các anh của mình, lũ quái vật đang tấn công họ. Này, các anh đi. Anh hai ơi, chân út nó đỡ rồi kìa. Đừng lại đi. Mau chạy chỗ khác đi chân út. Dạ, dạ. Hãy mau, đi tìm mẹ của chúng ta đi. Em biết rồi, em biết rồi. Vâng, thưa các bạn, hôm nay tôi là một sinh vật hết sức kỳ lạ với ba cái đầu. Tôi cùng các anh trai của mình nở ra tại một khu vực bờ sông. Nhưng không may chúng tôi bị lũ quái vật tấn công. Các anh trai tôi đã hy sinh giữ chân bọn chúng để một mình tôi chạy thoát đi tìm mẹ. Các bạn thấy đó, trên đường di chuyển tôi đã bắt gặp được những sinh vật dữ tợn cứ muốn ăn thịt tôi không. Nhưng nhờ khả năng chiến đấu và ba cái đầu bẩm sinh của mình, tôi cũng đã phản công và hạ gục bọn chúng. Hả? Thôi, dường như tôi bị trúng độc sau khi giết chết và ăn thịt con sâu tử thần đó rồi. Đầu tôi choáng quá, đầu tôi choáng quá, khó chịu quá. Con ơi! Hả? Mẹ đây nè. Là mẹ? Là mẹ hay sao? Mẹ ơi, mẹ ơi. Đây, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Hả? Ta không phải là mẹ của ngươi đâu. Ta là sinh vật đất ma. Ngươi tại sao lại nằm ở đây? Nguy hiểm lắm đó. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Ta không sợ ngươi đâu nha. Nếu ta muốn làm hại ngươi thì đã làm từ lâu rồi. Ta thấy ngươi là một sinh vật nhỏ bé có ba đầu lạ kỳ. Ta tò mò tới xem thử. Ông gì đó ơi, ông có biết mẹ tôi đang ở đâu hay không? Không, ta không biết. Ta còn không biết loài của các ngươi là gì nữa. Thôi được rồi, chào tạm biệt ông, tôi đi tìm mẹ tiếp đi. Đây, khoan đã, ngươi đói bụng chưa? Có muốn ăn bữa trưa với ta không? Đói rồi, đói rồi. Được rồi, lại phía trước đi. Có một con khủng long đang chết, ta vừa mới giết đó. Tới đó ăn chung. Được, cảm ơn, cảm ơn. Ngon quá, ngon quá. Đã quá, no quá. Trời đất ơi, người của tôi lớn lên rồi. Chết tiệt, lại có một con rồng canh lúc chúng ta ăn thịt định tới cướp đây nè. Tôi sẽ giúp ông, tôi sẽ giúp ông hạ nó. Không cần đâu, ngươi hãy đi tìm mẹ đi. Chuyện này để ta. Vậy cảm ơn ông nhiều nha. Một ngày nào đó tôi sẽ trả ơn cho ông. À đúng rồi, trên đường tìm mẹ tôi thấy sinh vật cái khổng lồ nào mà đẹp sexy, tôi sẽ giới thiệu ông cho nó. Được, hào hán, hào hán. Này, hả? Này, sao ngươi nhìn quen quá vậy? Ngươi có phải nở từ bốn cái trứng không có mẹ trên một bờ sông không? Sao, sao bà lại biết? Bà là ai chứ? Nhưng người của bà bị gì thế này? Là mẹ đây, mẹ xin lỗi, mẹ để cái con ra nhưng không chăm sóc được cho cái con. Mẹ, mẹ đi tìm thức ăn nhưng không may mẹ phát hiện được một nơi chứa rất nhiều bom phóng xạ. Sau đó mẹ tới gần thì bị lũ quái vật phóng xạ đánh hơi và tấn công mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, cơ thể của mẹ bây giờ đang bấy rồi, mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Các anh đã hy sinh chống lại lũ quái vật để cứu mạng của con, rồi bảo con đi tìm mẹ, mà bây giờ như thế này đây. Trời đất ơi, sao loài rồng ba đầu của chúng ta không làm gì sai mà ông trời lại đối xử tệ như vậy chứ? À đúng rồi, con hãy nhanh chóng băng qua khu rừng đằng kia, tới chỗ bơm phóng xạ, hấp thụ năng lượng phóng xạ
con sẽ trở nên mạnh hơn, lớn hơn. Thì lúc đó những sinh vật khác sẽ không còn ức hiếp con nữa. Hãy mau đi đi. Không, con không bỏ mẹ. Con mãn xà đáng ghét, ở đâu chui ra ăn thịt mẹ của tao vậy? Chết đi, chết đi. Thì làm sao nào? Tao thấy có sinh vật chết thì tao ăn thôi. Tao nghiền nát mày. Cắn bay đầu mày. Mẹ, mẹ. Được rồi, được rồi. Con sẽ đi đến chỗ bơm phóng xạ đó. Thưa các bạn, cuối cùng tôi cũng đã tìm được mẹ của mình và biết được tôi thuộc loài rồng ba đầu. Nhưng mà cuộc đời thật éo le, bây giờ tôi đã mất hết người thân rồi. Và trước khi chết, mẹ tôi có một tâm nguyện cuối cùng là mong tôi hãy đến chỗ bơm phóng xạ hấp thu nguồn năng lượng kỳ lạ đó. Tôi cũng cấp tốc nhanh chóng vượt qua khu rừng và đến được một khu vực. Trời đất ơi, nơi đây ánh sáng chói lòa vô cùng khó chịu. Hả? Ở đằng kia kìa, chắc có lẽ đó là bơm phóng xạ. Hả? Trời mặt quá, đau người quá. Người của mình, cơ thể của mình sao nóng rát thế này? Chạy khỏi đây thôi, chạy khỏi đây thôi. Trời đất ơi, tay chân của mình sao thế này? Sao nó bự hơn vậy? Những cái đầu của mình cũng to lớn thất thường. Trời đất ơi, không lẽ thứ năng lượng hồi nãy là năng lượng phóng xạ mình đã hấp thụ vào hay chăng? Nhưng mà mình chỉ ở ngoài rìa mà thôi. Nếu lúc nãy mình ở trung tâm, chắc có lẽ mình hấp thụ nhiều hơn và trở nên khổng lồ hơn rồi. Chúng mày chết hết đi. Năng lượng phóng xạ mà chúng mày hấp thụ của cú nổ hồi nãy là của tao. Mau giao nạp mạng chúng mày cho tao để tao hấp thụ lại. Tôi thấy mẹ rồi, là một tên quái vật phóng xạ khổng lồ. Hắn đang giết những sinh vật đã hấp thụ năng lượng của cú nổ hồi nãy. Chạy lẹ nào. Chúng mày tưởng chạy là thoát à? Chạy đi đâu? Chết hết đi. Không, đừng giết tôi. Tôi còn chưa biết đi cua rồng cái là như thế nào. Tôi còn chưa nắm tay được rồng cái nữa. Làm ơn tha cho tôi đi. Không. Hên quá, mình chưa chết, mình chỉ bị thương mà thôi. Tôi gớm ghiếc đó, không chú ý tới mình. Tôi chuồn lẹ. Chết đi. Tao sẽ trở thành quái vật mạnh nhất ở đây. Thưa các bạn, sau một cú nổ bom phóng xạ, rất nhiều sinh vật đã chết. Những con còn sống bị nhiễm một thứ chất biến đổi gen vô cùng đặc biệt. Và tôi cũng như vậy. Cơ thể của tôi lớn hơn, gai góc hơn, trông rất là ngầu. Tuy nhiên, vụ nổ đó cũng đã thu hút một con quái vật vô cùng khổng lồ. Nó tới ăn những sinh vật còn sống để hòng hấp thu lại nguồn phóng xạ đã giải tỏa ra từ vụ nổ. Tất nhiên tôi cũng đã bị nó tấn công, nhưng may mắn tôi giữ được cái mạng và cố gắng chạy thật nhanh thoát khỏi nơi đó. Chạy được một hồi, tôi lại đến một khu vực khác. Thì khu vực này lại xuất hiện những con quái vật phóng xạ khổng lồ khác nữa. Bọn chúng đang đánh nhau, dường như muốn tranh giành thứ gì đó. Nhưng tôi mặc kệ, tôi phải chạy thật nhanh để bảo toàn tính mạng của mình trước đã. Sao những cái thứ này quen dữ vậy? Đúng rồi, là những quả bom phóng xạ. Hèn chi nơi này lại xuất hiện những quái vật đang tranh giành với nhau. Chắc có lẽ bọn chúng muốn hấp thu thêm để trở nên to lớn và khỏe mạnh. Được rồi, vậy thì mình sẽ lén bọn chúng nuốt luôn cả lũ bơm phóng xạ này. Để người của mình thật sự khổng lồ. Vâng, đúng như những gì tôi đã tính toán. Tôi thật sự trở thành một quái vật phóng xạ khổng lồ rồi. Đúng hơn là rồng ba đầu phóng xạ. Wow! Đến lúc rồi, tôi sẽ cho những con quái vật khổng lồ khác biết thế nào là mùi bị kẻ khác tiêu diệt, để cho bọn chúng thấy được nỗi khổ của những sinh vật nhỏ bé vô tội. Chết đi, lũ khôn!
Mày dám hấp thụ bơm phóng xạ của tao? Mau trả lại đi, mau trả lại đi. Nếu không tao sẽ ăn tươi nuốt sống mày. Tao sẽ cho mày ngủ với bà hàng xóm xấu xí của tao, cho bà ấy dê chết mày luôn. Thật đáng ghét, không biết ai mới là kẻ chết đó. Cũng may mình mạnh hơn nó, nếu không nó cho mình ngủ với bà hàng xóm xấu xí của nó, mình mất đời trai mất rồi. Đến lúc rồi, phải đi thanh lý kẻ độc ác lúc nãy định hại mình mới được. Tình quái vật phóng xạ màu tím, chết đi, chết đi. Lũ nhỏ bé này, năng lượng phóng xạ là của tao, chúng mày không thể nào hấp thụ được đâu. Tình khốn kiếp đó đang ở bên dưới. Trời đất ơi, rất nhiều sinh vật chết dưới tay của hắn rồi, mình phải ngăn cản hắn lại mà thôi. Này thằng khô, mau dừng lại, hôm nay là ngày tàn của mày rồi. Hả? Cái gì thế kia? Một con rồng ba đầu khổng lồ à? Có lẽ mày đã hấp thụ một năng lượng phóng xạ cực kỳ lớn. Được rồi, hôm nay tao sẽ ăn thịt mày để tao hấp thụ nguồn năng lượng đó. Hả? Mày đang mơ giữa ban ngày à? Thứ tàn độc như mày, ông trời không để cho mày sống được lâu đâu. Coi thử ai mới là kẻ nằm xuống. Hãy nhận lấy chiêu của ta, hơi thở mà thôi. Hả? Trời đất ơi, cái mùi thối quá. Nhưng ta không sợ đâu. Ta sẽ liều mạng cho người trên luôn. Thưa mọi người, cuối cùng tôi cũng hạ được con quái vật chết tiệt đó. Và chắc có lẽ nó cũng là kẻ đã giết chết mẹ của tôi. Nhưng thế giới này vẫn còn nhiều quái vật phóng xạ khác đang lộng hành. Bây giờ tôi sẽ vỗ cánh bay lên thật xa để quan sát bọn chúng, tìm vị trí của bọn chúng để tiêu diệt từng con, bảo vệ thế giới này. Vâng, đến đây là toàn bộ nội dung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.